một lượt 20.000 mà hai lượt thì 30.000 trên người. Ủa là sao em, một lượt là 20.000 người mà hai lượt thì 30.000 người, à, mắc hơn hả? Một lượt là mình đi không có chuyến về, à, hai lượt là mình đi có chuyến về luôn. À, là lượt đi lượt về đúng không, là hai lượt. À, đáng lẽ 40 thì là 30 đó. À, đoạn cuối thì chúng ta nghe đờn ca tài tử trên sông nha. Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại đây chúng ta đang có mặt ở đây là đường Hoàng Sa, đường Hoàng Sa ở phường Đa Cao, quận 1. Theo hướng này chúng ta sẽ đi về quận Tân Bình, dọc theo con kênh Nhiêu Lộc, kênh Tàu Hủ năm xưa. Và nơi đây chúng ta có cái cầu Thị Nhè và những cái căn hộ thời xưa. Cầu Thị Nhè chúng ta ở bên đây, và kế bên có một cái sở thú và hồ bơi ít kêu. Bên kia là đường Hồng Thập Tự. Thì ở dưới chân cầu này một bên là sở thú, một bên là công viên, quán cà phê. Thì hôm nay em dẫn cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi một vòng ở khu vực cầu Thị Nhè này. Theo nếu mà thiết kế một cái tour cho một cái chuyến này thì chúng ta sẽ ăn phở ở 25 Trường Sa Phở Phượng, Hoàng Sa, 25 Hoàng Sa. Em sẽ để cái đường link bên dưới ha. Mình ăn phở xong cái mình đi một dọc cặp bờ sông nè, ngay đây cũng đối diện Phở Phượng thôi. Chúng ta sẽ đi qua đây uống cà phê, một cái quán cà phê rất là thú vị. Là ở đây có tàu, những con tàu. Hôm bữa thì hồi tuần rồi thì mình chỉ đi ngang thôi, tại vì bạn đồng nhỏ không có thích đi xuống tàu. Thì hôm nay em có một người bạn đến từ Hàn Quốc và cô ấy rất là rành tiếng Việt, thì hôm nay có dịp chúng ta lại xuống những con tàu này ngồi uống cà phê ha, để chia sẻ những hình ảnh, những thông tin ở đây để các anh chị và các bạn có dịp về Sài Gòn thì chúng ta sẽ đến đây và thêm một địa điểm tham khảo để ghi vào cái sổ tay nhật ký, sổ tay du lịch của các anh chị và các bạn. Đây ngay quán có cái hồ hồ cá nhỏ nhỏ nè. Những con cá chép. Quán cà phê chúng ta ở đây. Và bây giờ mình sẽ đi mua vé. Để vô xem Lị mua vé chưa nha. Cà phê thuyền Sài Gòn. Em mua kêu anh Dũng vô đá. Thôi rồi đổi ra, đổi vô đá đi. Thôi lấy rồi. Lấy rồi hả? Bơ 47.000, bơ xoài, bơ dừa, bơ dâu chuối, dừa chuối. Xuống tàu bao nhiêu một vé? Không tốn tiền hả? Còn mua nước ở đây thì mình xuống tàu không có tốn tiền, còn không có mua nước thì hai vé 20.000 người, ba người thì 20.000. Không, cái anh đó anh mở anh
À, chúng ta đi xuống tàu nha. Một lượt 20.000 mà hai lượt thì 30.000 trên người. Ủa là sao em, một lượt là 20.000 người mà hai lượt thì 30.000 người. À, mắc hơn hả? Một lượt là mình đi không có chuyến về. À. Hai lượt là mình đi có chuyến về luôn. À là lượt đi lượt về đúng không? Là hai lượt. À đáng lẽ 40 thì là 30. Đó. Ủa khi nào mới chạy? À khi nào mình đi là chạy, bây giờ xuống là hồi chạy luôn nè. Không có chạy. Hả? Em hỏi thằng cà phê nó không chạy. Không có chạy hả? Chắc đông đủ mới chạy. À. À, đây cái bậc nhưng mà mình nhìn thấy không rõ, chút nữa lại bước hụt chân. À dưới đây rất là đẹp ha. Đây, người bạn xứ sở Đại Hàn. À, cây dừa ở đây sao ngồi ta, nó ngồi bệt. Rồi tàu cà phê là chỉ ngồi đây thôi. À, chúng ta nhìn qua đây là dòng kênh Nhiêu Lộc nè. Không còn cảnh rác như ngày xưa nữa ha. Nước rất là sạch. Những con tàu này đi một vòng bờ kênh Nhiêu Lộc, nhưng mà hôm nay thì họ không có chạy. À, chúng ta chỉ ngồi chơi thôi, ngồi uống cà phê thôi. Hoa cỏ. À, tàu lửa là nhanh nhất. Ở bên Hàn Quốc là tàu lửa là nhanh nhất đúng không? Từ Seoul tới Busan là 2 tiếng rưỡi như đi bằng tàu lửa. Khoảng 480 km. Là chúng ta thấy có chiếc ghe này nè. Họ đi không biết bán cái gì hay sao đây. Để em xem này. Hình như là họ chở khách đi một vòng á. Với những cái chuyến tàu này, khi mà mình muốn đi lúc nào cũng được. Em mới vừa hỏi cái em bảo vệ, ủa em bưng bê nè, em phục vụ. À, thì em ấy nói là mình muốn đi lúc nào cũng được, cứ lên quầy bar ở trên quán đó bút vé và sau 10 phút sẽ có chuyến đi, mấy người cũng đi và đi một cái tuyến hết con kênh này luôn. Để chút xíu nữa mình sẽ đi thử rồi chia sẻ với bà con những hình ảnh dưới kênh này ha. Ngày xưa thì chúng ta không có dịp để đi dưới dòng kênh này đâu. Tại vì ngày xưa rất là dơ, nhưng mà ngày nay thì khác rồi. Rồi bây giờ em tạm ngắt máy ha, chút xíu nữa mình đi tiếp nha. Những cái những cái bài hát cải lương. Mốt chị lấy chồng tìm người yêu Việt Nam đi. Người Việt Nam, em nghĩ đàn ông Việt Nam là tốt rồi. Vậy hả? Tùy đây cái tuyến, nếu mà chúng ta đi tàu nè là sẽ đi từ cầu Thị Nghè cho đến qua Bình Thạnh, qua Thiên Tỉnh, chùa Thiên Tỉnh nè,
rồi qua khu vực Tân Định, chùa Vĩnh Nghiêm, nhà thờ Cha Tam và kết thúc ở Lê Văn Sĩ, chùa ở đây có cái chùa. Rồi chút xíu nữa chúng ta sẽ đi nha. Chúng ta đã mua vé xong rồi nè. Cái vé này là vé đi và về, lượt đi lượt về là 30.000. Còn mình đi một lượt không, đi đến Lê Văn Sĩ không á thì 20.000, không có về ha. Nãy em tưởng đầu lượt là một người á, thật ra lượt là lượt đi lượt về đó. Rồi wifi bắt buộc nữa nè. Rồi số hình ảnh thông tin trên tàu chia sẻ cùng các anh chị và các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi lên tàu nha. Rồi bây giờ chúng ta đi lên lên thuyền nha. Thuyền nào em, thuyền nào? Thuyền này là đi bên đây qua hả? Thuyền này, chiếc này luôn ha. Nhìn rất là sang, rất là đẹp. Rồi có anh trai rất là dễ thương luôn. Mời chị ngồi đi, chị ngồi đâu đó đi. Mình sẽ đi đến Lê Văn Sĩ. Đây cái máy dầu, cái máy nằm trong đây. Rồi bây giờ chúng ta đi nha. Trước khi đi thì người ta cho mình đeo cái phao nè, cái phao như thế này, cái phao như thế này đó, cho nó an toàn. Chuyến đi của chúng ta sẽ kéo dài 45 phút, từ cầu Thị Nghè này cho đến Lê Văn Sĩ. anh tài xế đây, lái tàu. Người lái tàu anh rất là đẹp trai nha. Chúng ta sẽ đi hướng này. Chỉ với vé 30.000 một người thôi thì mình sẽ trải nghiệm một chuyến cà phê tàu trên sông kênh Nhiêu Lộc. Không ngờ là ngày xưa kênh Nhiêu Lộc là một cái con kênh tàu hủ, nhưng mà ngày nay thì nó thành một cái con kênh du lịch. Thấy chiếc xà lan nó vớt rác á. Họ vớt rác đây mỗi ngày, mỗi ngày vớt cũng mỗi vài lần á. Bây giờ chúng ta đến đây là cầu Phan Thanh Giản này nè. Ngày xưa là cầu Điện Biên Phủ. Và thấy cầu thấp quá, không biết có mình có qua được hay không. Sài Gòn bây giờ mưa rồi. Cảm giác rất là thú vị ha. Trải nghiệm một cái chuyến đi tàu uống cà phê rất là đã trong lúc trời mưa này. Cảm giác rất là thích. Không có quá nhiều tiền cho một cái chuyến này, một ly cà phê 30-40 ngàn. Và một chuyến 30-40 ngàn nữa, 30 ngàn nữa là coi như là 60 ngàn, khoảng tầm $3, thì chúng ta sẽ có một cái chuyến trải nghiệm rất là thú vị cho một người. Trên kia là đường Phan Thanh Giản, Điện Biên Phủ đi về Hàng Xanh. Bây giờ mình chui qua gầm cầu nha. Nguy hiểm quá. Qua được không?
ghê. Qua được không? À qua được rồi, dư sức. À còn cỡ mét nữa là. À đây là dưới gầm cầu Điện Biên Phủ. À dưới cầu người ta cũng có trang trí đó. Nó cái tòa nhà này là Bitexco đó. Bitexco. 68 tầng. À. Còn cái hồi nãy là 81 tầng. À, với nhưng những mà cái toàn cảnh Sài Gòn mà giá rẻ thì lên đó cho nó rẻ. Bitexco. À, những hình ảnh của Sài Gòn họ vẽ trên cây cầu này. Cái lộn cái bến Nhà Rồng. Do cây cầu nó thấm nước đó, thành ra dơ cái bức tranh. Rất là sạch sẽ rồi, nên ta nhìn thấy rất là đẹp.
Bến Thành. Còn Bến Thành một tháng nữa. Do người bạn không có rành nhiều địa danh ở Sài Gòn nên em phải giải thích. Bên kia có cây cầu sắt. Chúng ta đó là cầu Trần Khánh Dư và chúng ta sẽ quay trở lại và kết thúc cái chuyến hành trình này. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi trải nghiệm cùng một cái chuyến cà phê ship đi trên kênh Nhiêu Lộc này. Rồi một số hình ảnh ở khu vực kênh Nhiêu Lộc ngày nay gửi đến cô chú anh chị. Chúng ta không ngờ là kênh Nhiêu Lộc ta như thế này ha, rất là đẹp. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đoạn cuối thì chúng ta nghe đờn ca tài tử trên sông nha.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.